nhà thờ ở Pháp bị phá hoại và phạm thánh vào đầu năm. Thời sự đầu năm 2022 của Pháp được đánh dấu bằng những vụ phá hoại và phạm thánh đối với các nơi thờ phượng. Đáng chú ý là vương cung thánh đường Saint Denis, nơi đã từng bị phá hoại trong năm 2019. Thứ tư năm tháng 1, một người đàn ông đã phá cửa sổ, đột nhập vào nhà thờ và ném ba tượng của nhà thờ Saint Denis xuống đất Cha răng Christoph Henbeck, quản đốc của Vương cung Thánh đường cho biết, người này nhanh chóng bị bắt nhờ một tình nguyện viên của giáo xứ đã bình tĩnh phản ứng và phối hợp hiệu quả với cảnh sát. Vương cung Thánh đường Saint Denis là một nhà thờ công giáo có kiến trúc kiểu Gothic và có từ thời Trung Cổ. Thánh đường bao gồm một nghĩa trang có từ thời Gallo-Roman và một nhà thờ hoàn thành vào năm 1144. Hầu hết các vua từ thế kỷ thứ 10 đến 18 của Pháp đều được mai táng tại đây. Đây không phải là lần đầu tiên thánh đường Saint Denis bị phá hoại. Năm 2019, một người Pakistan 41 tuổi cũng đã đột nhập vào nơi thờ phượng này, đập phá các cửa sổ và đồ dùng. Cũng tại giáo phận Saint Denis đêm 9 tháng 1 vừa qua, nhà thờ Saint Pierre ở Pondy, và nhà thờ Saint Germain l'Auxerrois ở Romainville bị phá hoại với những hậu quả để lại. Có thể nhận định rằng các hành động phá hoại giống nhau và chủ đích của những người này không chỉ đơn giản là phá hủy nhưng là có ý xúc phạm các nơi thờ phượng. Theo giáo luật hiện hành, trong những trường hợp phạm thánh như trên, giám mục giáo phận phải cử hành thánh lễ đền tạ. Vì vậy, hôm thứ ba và thứ tư, Đức cha Pascal Delannoy, giám mục của Saint-Denis, đã cử hành thánh lễ đền tạ ở Bondi và Romanville để hai nhà thờ này được tiếp tục cử hành các việc thờ phượng. Chưa hết ở ngoài ô Paris, nhà thờ Saint-Germain thuộc giáo phận Crétin đã bị phạm thánh vào đêm 6 rạng 7 tháng 1 vừa qua, và trong những tuần gần đây, chín nhà thờ ở Poitou đã bị xúc phạm. Cha Gautier linh mục của giáo phận Perico đứng đầu Ủy ban nghệ thuật thánh của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, trong nhiều thập kỷ, tại Pháp, các hành vi phá hoại và phạm thánh các nhà thờ giống nhau. Ngày nay, vấn đề này đã trở nên nhạy cảm, được chú ý hơn đối với công chúng so với cách đây 20 năm. Cha Mona cũng lưu ý rằng, sau vụ cháy vương cung thánh đường nước bà Paris ngày 15 tháng 4 2019, sự nhạy cảm của dư luận đã gia tăng đối với hành vi phạm thánh và đặc biệt là hỏa hoạn, cho dù nguyên nhân của hỏa hoạn do ngẫu nhiên hay phạm tội. Ngoài người Công giáo, phần lớn người Pháp thể hiện sự gắn bó sâu sắc đối với việc bảo tồn các nơi thờ phượng và văn hóa phượng.